thù thâm bệnh. Duyên quan trọng. Về phần này thì chúng ta đã được học và được Ngài Văn Thù hỏi Ngài Duyên Ma Cận ý ông sao khi một Bồ Tát nhóm bệnh thì chư Bồ Tát đến phải hỏi như thế nào. Ngài Duyên Ma Cận cũng chỉ cho cái cách hỏi luôn. Và chúng ta mới nói tới và cái chính ý thôi. Và còn dài nữa, phần sau học tiếp. Ở đây qua cái hai cái phần này thì chúng ta có thể rút ra ba cái kết luận nho nhỏ, ba cái kết luận nho nhỏ. Kết luận thứ nhất, Bồ Tát Duyên Ma Cật dạy cho chúng ta có cái nhu cầu để chúng ta làm cái gì đó, chứ chúng ta phải hiểu rằng là tôi vì cái này mà tôi làm cái kia, có đúng không? Tất cả chúng ta làm vì mục đích chứ không phải là nói là tự nhiên ta khởi đâu. Vậy thì Ngài dùng cái chữ khởi. Trong cái phần pháp tiếng này Ngài dùng cái chữ khởi. Ông vì cái gì, ông khởi cái gì. Như vậy chúng ta nên hiểu rằng là chúng ta phải có cái mục đích rõ ràng trong tiến trình tu tập của chúng ta. Như vậy vì mục đích mà chúng ta khởi pháp tu, chúng ta tu cho nó đúng mục đích nha. Chứ chúng ta đừng có tu một cách theo cái quan điểm của mình mà mình không hiểu. Cho nên ông này ông mở cái pháp đại thí nè, ông chỉ có cầu phước thôi. Thế này, Ngài Duyên Ma Cật nói ông làm, ông trưởng giả tử thiện đức ơi, ông làm cái kiểu này chẳng qua là người ta được nhận của ông cái ngày đó thôi, hết 7 ngày đó không còn lợi ích gì cho hết. Cho nên là ông này phải coi lại nghe ông thượng đức, ông cũng thường làm cái kiểu đó lắm. Tại vì ông không có biết lợi ích lâu dài, ông chỉ thấy cái lợi ích trước mắt á, ông cho thôi, chứ ông không biết lợi ích lâu dài. Ông này cũng thường làm, quá khứ ông làm nhiều, hiện tại ông làm chút, thấy không? Nhưng mà không biết vị lai ông còn làm nữa hay không. Nghĩa là chúng ta vì cái mục đích gì mà chúng ta khởi cái pháp môn tu, đừng có gây quan gia trái chủ, và cũng đừng có nên là mình cũng cố gắng mình làm dữ lắm nhưng mà kết quả của nó không có nhiều, phải không? Việc thứ hai về vấn đề thâm bệnh của Ngài Văn Thù Sư Lợi thì chưa có hết, nhưng mà chúng ta cũng rút ở trong đây một ý, đó là cái sự thâm cái sự thâm và cái lời thâm, có nghĩa là ai đi thâm, nói có người đi thâm là đã đuối chưa. Người đi thăm là đã đuối rồi, thì bây giờ cái lời hỏi thăm nói gì nữa, ý thăm rồi chúng ta đạt được cái chỗ gì, pháp thăm. Cái sự thăm là chúng ta chuẩn bị cái gì để đi thăm. Ngài Văn Thù Sư Lợi có chuẩn bị gì không? Không, chuẩn bị dữ lắm. Lúc Đức Phật vừa nói thì Ngài Văn Thù Sư Lợi nói với Đức Thế Tôn sao? Cái vị này là một vị đa văn túc trí, biện tài vô ngại, phải không? Vị này có thể là xứng đáng đã thâm nhập vào kho tàng Phật lý của Như Lai, đã có khả năng làm thầy của trời người. Cho nên tất cả hàng thanh văn và chư Bồ Tát vẫn không ai dám đi thăm. Cho nên Ngài Văn Thù vẫn nói, bạch Đức Thế Tôn, con sẽ đảm nhận trách nhiệm này. Vậy là Ngài đã chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi chứ, nhưng mà Ngài không nói thôi, có chuẩn bị chứ. Sau đó là cái lời hỏi thăm. Ngài đến, Ngài vẫn vấn đáp với Ngài Duyên Ma Cật. Sau đó Ngài nói chuyện đó, thôi bỏ qua đi, giờ cái bệnh của trưởng giả như thế nào, phải không? Sau khi hỏi chút xíu rồi, nên giờ ý của trưởng giả là với một vị Bồ Tát đi thăm bệnh của một vị Bồ Tát nhóm bệnh thì phải nói như thế nào. Vậy đối với Bồ Tát Văn Thù mà cũng không phải nhường lời, mà Ngài luôn luôn hạ thấp bản thân mình xuống để hỏi ý Ngài sao, phải không? Rồi cái ý thăm bệnh
là người này muốn hỏi người kia phải hiểu ý lẫn nhau, đúng không? Truyền thông với nhau, chứ không phải mình vô mình tâm bệnh rồi tâm bệnh người ta đau chết mình ngồi đó hoài. Hiểu ý chút dùm đi bà, thấm lẽ đi về cho người ta ngủ. Rồi là cái pháp thâm, phải không? Nói về từ lái có nhiều người nói tôi sợ chị buồn chị ngồi đây, mà tôi ở nhà tôi cũng buồn, tôi đâu có ai, cho nên chị bệnh chị làm ơn nằm đó tôi tra tấn chị. Nên là hiểu ý chú nghe. Rồi ý thứ ba mình rút ra, vậy thì người đi học, người đi học thì học ở trưởng giả Duy Ma Cật hay là học cái đối tượng mà trưởng giả Duy Ma Cật đem pháp đến? À, chúng ta học là chúng ta học giữa cái mối quan hệ giữa ngài Duy Ma Cật và cái đối tượng của ngài Duy Ma Cật được nêu ra trong kinh, đúng không? Vậy là chúng ta học một đối tượng hay học nhiều đối tượng? Quá nhiều đối tượng luôn. Ta học cái mối quan hệ, cái mối liên hệ, cái truyền thông mà ngài Duy Ma Cật đã truyền thông với tất cả những vị khác. Trong cái truyền thông đó đã cho chúng ta một bài học thiết thực trong cuộc sống. Cho nên học cái kinh này nó thiết thực hơn những cái kinh khác, là qua những cái cuộc đối thoại giữa ngài Duy Ma Cật với mọi người. Còn bản kinh này có thật hay không, có một ông Duy Ma Cật hay không, điều đó mắc mớ mình hỏi chi cho mệt đi. Lấy qua lại mình truy lịch sử của ông chi. Mà ở đây mình đang học cái chất liệu tinh túy mà trong giáo pháp muốn truyền tải cho chúng. Đồng ý không quý vị?